Hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video giới thiệu cho anh em một chút về các cái quy trình mà mình đi đào móng nhà xong là làm để hoàn thiện một ngôi nhà anh em nhá. Đó, thì nếu như mà anh em mà có nhà mà ở khu vực nông thôn ấy mà cái đất xung quanh nó rộng ấy thì các bác có thể là có chỗ để đất, hoặc là các bác đất các bác vứt lên thoải mái ấy, thì không phải vận chuyển đi. Nhưng mà nếu như mình đang làm ở khu vực là thành phố, đất nó rất là hẹp, không có chỗ để, thì bắt buộc là mình cũng phải vận chuyển đi vận chuyển về, và nếu mà nhà nào gửi được thì là tốt nhất đó. Thì khi mà mình đào móng xong, người ta đã lên dầm xong đây. Cái này thì là dầm nó ở bên dưới anh em nhé, cái này là dầm ở bên dưới, xong bắt đầu là người ta xây một cái tường này lên. Xây một cái tường này lên xong bắt đầu lúc mới lên đến cái cốt không không. Ví dụ nó lên khoảng 10 phân bê tông của cái mặt sàn này nữa. Đó thì cái quả móng này ấy, thì mình là nó sâu xuống khoảng 1,5 mét gì đó. Thì mình phải đầm hai lượt đất các anh em nhé. Có những nơi người ta cẩn thận thì người ta đầm cho cát hoặc cho bay vào. Thì cái đó thì nó là chắc chắn, nó yên tâm lắm. Nhưng mà giá thành nó cũng là một cái vấn đề nữa. Có nhà người ta có điều kiện thì người ta sẽ cho bay cho cát vào. Còn có nhà không thì người ta sẽ cho đất bình thường thôi. Đó như đây nè. Đây hiện tại cái chỗ mình đang đứng đây, đó là đầm lượt 1 anh em nhé. Cái bên kia lát nữa mình sẽ sang cho anh em xem. Bên đây là đầm lượt 1 đã xong rồi. Thì lượt 2 đây anh em. Mình vừa mới xúc vào đây. Đó thì cái này thì nó sẽ bằng với lại cái mặt này. Đầm xuống nó lún xuống một tí nữa là vừa. Ví dụ xuống khoảng 5-7 phân sau này người ta sẽ lót thêm một ít cát. Đấy thì là nó sẽ đủ thôi. Còn cái ô này thì mình sẽ quăng cái cát ở phía ngoài kia vào. Cái ô này sau này ở chỗ này nó là một cái bể cá ở trên nóc của nó. Cho nên là người ta không cần cho đất, người ta cho cát thôi. Đó. Đây. Ở chỗ này á, bên cạnh đây thì nó lại có một cái đường ống nước. Đó, cái này thì mình có bảo với bác đầm là không đầm vào cái mép trong này, mà chỉ đầm từ cái mép ống nước này đổ ra thôi. Đó. Đây bây giờ mình sẽ đi vào đây cho anh em nha. Chỗ này thì cũng đã đầm rồi nhá. Đây là cái ô cầu thang này, người ta để cái sắt chờ ô cầu thang này. Đó. Còn cái cọc này là cọc chống sét anh em nhá. Người ta sẽ làm cái ấy hệ thống chống sét. Đây là đầm lần 1 này, đầm lần 1 bây giờ mới đang đầm thôi. Còn bên này sẽ đầm xong rồi. Trong này chưa có đất. Ở cái chỗ này thì người ta sẽ làm một cái bể phốt ở đây và có một cái đường dầm gối vào đây. Đó. Đây là cái đường dầm người ta nó trốn vào trong cái bể phốt này. Sau này người ta mai mình cẩu cái nắp tấm đan ở phía ngoài kia về đây đậy vào đây nữa. Có cái ô này ấy, thì hiện tại thì cái đất đồng đất của mình thì nó đang không đủ đấy anh em. Cho nên là mình sẽ không chưa có đủ đất. Thì những cái này thì có thể là mình sẽ đổ từ bên này vào đây. Đấy, đi từ cái này đổ vào đây. Đó, cho đất vào. À, như cái bên sườn này cũng cho vào anh em nhé. Đó. Bên sườn này cũng cho hết vào này. Đó. Những cái khe này thì sẽ múc khéo múc nó vào thôi. Cái bể này người ta ngâm nước để tránh cái tình trạng là nó bị rò gì ấy. Đấy, nó không bị cái gì cả. Cái này thì là chắc nó do bơm mà nó chảy ra đây này. Cái mép ngoài này là lúc người ta bơm người ta không để ý là nó chảy vào đây thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lên để mình quăng cái đất kia vào cái ô to này các bác nhá. Thông thường đấy, cái ô này nó sẽ là có một cái cầu thang, nó lên đây thì nó sẽ có một cái cườm cầu thang này, nó sẽ có một cái để cái tủ hay cái gì đó ở chỗ này. Còn cái này là phòng khách nha anh em nhá. Đó, ngoài kia đây là sảnh rồi. Trong này thì là phòng ngủ với lại phòng bếp với lại nhà ấy, nhà vệ sinh. Cái camera của mình nó vào cái thời tiết này thì nó rất là nóng. Ý vì vậy là nếu như mà nó bị cái video nó bị sập với các bác, nó bị ngắn quá ấy, thì anh em thông cảm nhá. Đấy, bởi vì là cái thời tiết nó nóng như thế này, không có cái máy nào nó chịu được, một cái cam nào nó chịu được ấy. Cho nên là anh em nếu mà nó có sập thì anh em thông cảm. Đó. Thì bây giờ cái mặt bằng thì mình sẽ giả bằng cái mặt đất này. Đây là nó có một cái mặt đất cũ anh em nhá. Đó, mình chỉ là lấy lên nó thôi. Lát nữa ra thì sẽ san phẳng nó ra. Cái này thì quăng vào đây, quăng hết cỡ vào. Nó có những cái đường sắt này thì mình sẽ không được động vào nó đâu anh em nhé. Cố gắng tránh tối đa. Đấy. Quệt vào nó là nó cong sắt rồi nó sẽ hại đến cái cột. Có cái đá nào thì mình sẽ dìm nó xuống trước đi. Có hết đá xuống dưới đi. Lát nữa mình sẽ để một cái bệ để mình nhảy vào trong này nữa anh em nhá. Bởi vì là mình phải đi vào trong thì mình mới quăng vào phía cái đằng trong kia được. Đó.
làm thì nó hơi ồn, thì anh em hãy theo dõi mình cùng làm nhá. Chứ còn bây giờ mình nói nhiều quá, mình sợ là nó sẽ tiếng ồn nó to quá thì nghe không rõ các bác. Ồ, quẹt vào sắt rồi. Đứng ở đây nó bị nhỡ anh em. Tiến vào tí. Cái sắt nó có quăng rồi. Xúc bên đâu cho nó gọn gọn luôn lên đó. Nó có hòn đá đấy. Hòn đá này là ngày trước các cái đào móng lên là nó có nó lẫn vào. Vì cái nền này là ngày xưa người ta cũng có chỗ người ta đổ đất đổ lấn vào. Người ta san cho nó thành mặt bằng đó. Mình cào nó hơi cao hơn một chút anh em nhé, cái đường cào thấp, sau này nước nó ngấm vào nhà của người ta, mình sẽ cho cái góc trong nó hơi cao hơn, sau này nó lún lúc nó vừa, bởi vì tất cả những cái mép thành bên ngoài này ấy, là lúc trước là nó hở ra khoảng độ 20 phân mà. Rất là tiếc nhá. Xa này đứng vuông mà thì nó sẽ bị múc vuông và nó sẽ bị chạm cái đỉnh cần vào cái nhà bên cạnh kia, như vậy là mình cứ cái từ đó. Múc ở cái đoạn chéo chéo này thì nó sẽ dễ hơn rồi. Nhìn nó cũng không được nhanh nhẹn nữa, nó cũng già nó yếu rồi. Anh em mà thấy nó chậm thì anh em đừng có chê nhá, bởi vì là máy của mình thì nó cũng không được ngon như kiểu là các cái dòng đời cao kia, đóng cửa bật cabin rồi thì điều hòa mát rượi nhá. Máy của mình thì nó sửa động cơ rồi, sửa bơm rồi các kiểu rồi, nó cũng không còn nguyên bản nữa rồi. Mà thợ thì người ta làm nó cũng không chất lượng, không đảm bảo các bác, nó cũng không được như kiểu là các bác sửa mà các bác có máy móc, các bác đi đo xem là nó bao nhiêu cân, bao nhiêu áp suất, bao nhiêu như thế nào ấy. Làm như thế thì nó mới đúng kiểu tiêu chuẩn của khi xuất xưởng. Quay sang cái bên này. Hiện
tại bây giờ là nó đang thiếu đất rồi anh em nhé, thiếu đất rất là nhiều luôn. Vòng qua đây để nó khỏi mắc vào cái cột này. Đi. Còn để lại cái đất sau này san ra sau thôi. Một chút nữa đây để múc lên cái góc cái mép này xem cái cam của mình nó còn không. Ở đây nó vẫn quay nhá, lúc trước thì mình quay được khoảng 12 phút thì nó nóng quá nó sập, nhưng mà bây giờ thì hy vọng là nó sẽ không bị sập nữa. Tốn rất nhiều đất đấy anh em ạ. Cho bằng cái mặt này anh em nhé, tương đối như thế thì nó mình nhảy vào nó lún nữa là vừa. Đấy, cho cái mép bên này nó sạch sẽ đi. Ngoài này bảo lát nó mình đứng vào nhảy vào phía trong kia là mình với ra ngoài này là cũng đến được anh em nhá. Thank you.
mình sẽ san cái này vào đây để mình làm cái đường đi vào cho nó cao lên. Thì kết thúc cái video đây, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Bởi vì cái này thì mình làm nó còn rất mất rất nhiều thời gian nữa cơ. Thì mình sẽ quay thêm cái video để san cái mặt bằng bên trong này. Thôi chào mọi người nhé, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Go! Cái kia chứ. Sáng 20 mà. Có mời mùng 2 cơ mà. Sáng mùng 2 đón dâu mày, mai mày đi ra uống rượu với các ông à? Sáng ngày kia.